ra hoạt động của chúng nó. Các bố mẹ nhìn con đáng yêu này không biết buồn. Bỏ khẩu trang hết ra các con, bỏ khẩu trang ra, nhanh lên. Nào con ơi, con chào cô đi nào, con chào cô đi. Con không chào cô à? Con em chị nào? Cô giáo Hải Anh đấy, cô giáo Hải Anh đấy. Đấy. Bỏ khẩu trang ra chưa? Bỏ khẩu trang ra. Quay cho bố mẹ rộng ràng hết mà lên. Các con nó phấn chấn nên là mình cũng theo đấy. Cuối năm làm sao cô lại tổ chức cho các con buổi giã ngoại? Buổi giã ngoại. Và mỗi năm được. Cuối năm thì chị hay có khi thi, chị hay bận một tí rồi chị ra bố trí. Không, mình có vẻ kết thúc năm học sao được. Xinh lắm rồi này, các mẹ vào hình xinh lắm rồi này. Đấy. Tiếng thánh tót của con đã vào dưới hình rồi.